đôi bí mật độc của cơ thể bạn. Bạn biết không, cơ thể con người luôn là một ẩn số. Cùng khám phá những bí mật thú vị của cơ thể chúng ta các bạn nhé. 1. Thất tình cũng có thể gây chết người. Các chuyên gia gọi đó là hội chứng trái tim tan vỡ. 2. Để có thể đi được một bước, cơ thể chúng ta phải vận dụng đến 200 cơ bắp khác nhau. 3. Người lớn lại có số lượng xương ít hơn trẻ con, vì khi trưởng thành, xương chúng ta nối lại với nhau. 4. Trứng và tinh trùng là một cặp đôi không thể tách rời, nhưng trứng là tế bào lớn nhất trong cơ thể các bạn nữ, còn tinh trùng lại là tế bào nhỏ nhất trong cơ thể các bạn nam. 5. Đeo tai nghe liên tục trong 1 giờ sẽ gia tăng số vi khuẩn trong tai lên 700 lần. 6. Khi bạn nghĩ quá nhiều về một người, người đó sẽ có xu hướng mơ thấy bạn. 7. Để điện thoại cạnh gối khi ngủ sẽ gây đau đầu, rụng tóc, nguy hiểm lắm đấy. 8. Mang giày cao gót trong thời gian dài là nguyên nhân phụ nữ có nguy cơ bệnh về chân cao gấp 4 lần so với nam giới. 9. Ngủ trưa sẽ giúp bạn tỉnh táo và sáng tạo hơn. 10. Tiếng cười giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim và giúp chúng ta trẻ hơn. Mong rằng những bí mật thú vị này sẽ giúp bạn hiểu và chăm sóc tốt hơn cho cơ thể của mình.